Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày mùng 5 tháng 8, lực lượng Hezbollah của Liban đã tấn công miền Bắc Israel bằng máy bay không người lái UAV để đáp trả những gì họ gọi là các cuộc tấn công và ám sát do Israel thực hiện tại một số ngôi làng ở miền Nam Liban. Cụ thể, Hezbollah tuyên bố đã tấn công trụ sở mới thành lập của sư đoàn 91 tại căn cứ Elite ở miền Bắc Israel vào sáng sớm mùng 5 tháng 8, khiến nhiều binh sĩ và sĩ quan bị thương. Trong một tuyên bố khác, nhóm này cho biết một UAV đã tấn công khu vực Mankia cũng ở miền Bắc Israel. Quân đội Israel xác nhận một máy bay không người lái được phóng từ Liban vào ban đêm đã rơi xuống khu vực Mankia, không có thương vong nào được báo cáo. Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công đã làm bị thương hai binh sĩ. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát sau cuộc tấn công ở Ayelet, Hashaha, phía bắc cùng Galilee, miền bắc Israel. Xung đột xảy ra trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện sau vụ giết hại một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Liban và nhà lãnh đạo chính trị của Hamas ở Iran. Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp với nhóm an ninh quốc gia để thảo luận về tình hình Trung Đông trong bối cảnh lo ngại Iran sẽ tấn công Israel để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Nhà Trắng cho biết ông Biden cũng sẽ nói chuyện với Vua Abdullah đệ nhị của Jordan. Bộ trưởng Ngoại giao Giordani Ayman Safadi đã có chuyến đi hiếm hoi tới Iran vào cuối tuần trong nỗ lực kiềm chế Iran. Tuy nhiên, nỗ lực này dường như thất bại. Trong cuộc họp với ông Safadi hôm 4 tháng 8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết vụ ám sát ông Haniyeh là một sai lầm lớn của Israel. Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ Israel trong trường hợp bị tấn công và đã điều động tàu chiến cùng với máy bay chiến đấu đến khu vực này. Washington cũng đã bắt đầu một vòng ngoại giao khẩn trương nhằm giảm căng thẳng bùng phát vào tuần trước sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniye và một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut. Israel nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Beirut nhưng không thừa nhận có liên quan đến vụ ám sát ông Haniye. Asius dẫn nguồn tin riêng cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra dự báo nhận định rằng Iran có thể tấn công Israel trong vòng từ 24 đến 48 giờ tới. Thông tin này được Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đưa ra trong cuộc trao đổi với những người đồng cấp đến từ các nước thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 hôm 4 tháng 8. Hiện tại, Mỹ đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực và ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện. Washington cho rằng cuộc tấn công của Iran là điều không thể tránh khỏi sau vụ ám sát quan chức cấp cao của Hezbollah và Hamas vào cuối tháng 7. Đài CNN đưa tin, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị cho hành động trả đũa của Iran đối với Israel. Hành động này cũng có khả năng nhắm vào lực lượng Mỹ. Axios đã chia sẻ các báo cáo tương tự dẫn lời của ba quan chức washington tin rằng phản ứng của iran sắp xảy ra có thể có sự tham gia của phong trào hezbollah ở liban lầu năm góc và bộ tư lệnh trung ương mỹ được cho là đang bắt đầu chuẩn bị để bảo vệ israel trước một cuộc tấn công tiềm tàng của iran sự chuẩn bị này được cho là liên quan đến các tài sản quân sự của mỹ ở vùng vịnh phía đông địa trung hải và biển đỏ Cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng Jake Sullivan cho biết, chính quyền tổng thống Biden đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực và giảm căng thẳng thông qua ngoại giao. Trước tình hình đó, người dân Israel đã được hướng dẫn về những việc cần làm trong trường hợp đất nước bị tấn công, trong khi các siêu thị báo cáo doanh số bán các mặt hàng thiết yếu tăng đột biến. Chuỗi siêu thị Victory của Israel cho biết, doanh số bán một số mặt hàng tăng 30% so với doanh số bán hàng thông thường. Chuỗi siêu thị này xác nhận Mọi người chủ yếu mua thực phẩm đóng hộp, ngũ cốc, mì ống, giấy vệ sinh, thịt đông lạnh, nước đóng chai và khăn lau vệ sinh. Chính quyền thành phố Jerusalem đã ban hành hướng dẫn cho người dân về những việc cần làm trong trường hợp thành phố bị tấn công, phân phát một tập tài liệu có danh sách các bãi đậu xe sẽ được sử dụng làm nơi trú ẩn và danh sách các hầm trú bom. Họ cho biết, người dân phải đến được hầm trú bom trong vòng 90 giây. Người dân Israel cũng được khuyến cáo nên dự trữ đủ nước và thực phẩm trong vòng 3 ngày và mua pin, đèn pin bên cạnh thuốc men. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho biết nước này đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trong bối cảnh nguy cơ Iran hoặc các đồng minh của nước này sẽ tấn công Tel Vip trả đũa việc sát hại các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah và Hamas. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Netanyahu nói Israel đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho bất kỳ kịch bản nào cả về phòng thủ lẫn tấn công Chúng tôi sẽ buộc bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại chúng tôi từ bất kỳ đấu trường nào phải trả giá đắt. Ai tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công lại. Tương tự, người phát ngôn của chính phủ Israel cũng khẳng định đã chuẩn bị cho mọi tình huống và sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc việc tăng cường phòng thủ ở Trung Đông khi Washington chuẩn bị cho kịch bản Iran trả đũa Israel sau các vụ tấn công khiến thủ lĩnh Ismail Haniyeh của nhóm vũ trang Hamas và chỉ huy cấp cao Fuad Suk của phong trào Hezbollah thiệt mạng. Trong cuộc điện đàm với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua, ông Joe Biden cho biết Washington sẽ hỗ trợ Israel phòng thủ trước các mối đe dọa, trong đó có việc triển khai lực lượng phòng thủ mới của Mỹ. Theo đài CNN, giới chức Mỹ dự báo phản ứng của Iran có thể bao gồm việc các nhóm ủy nhiệm được Tehran hậu thuẫn tấn công lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Trước đó, các lực lượng này đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tương tự trong nhiều tháng. Mỹ cũng dự đoán Iran có thể tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái như vụ hồi tháng 4. Tuy nhiên, lần tấn công sắp tới nếu diễn ra sẽ có quy mô lớn và phức tạp hơn trước. Mỹ không loại trừ khả năng Iran bắt tay với các nhóm ủy nhiệm để phát động tấn công từ nhiều hướng. Nếu Iran và các nhóm ủy nhiệm cùng đánh Israel, điều này đồng nghĩa xung đột lan rộng trên nhiều mặt trận. Song theo chuyên gia về Iran, Nega Motazavi, trước đó Iran đã không muốn sự căng thẳng gia tăng sau khi Israel tấn công vào tòa nhà lãnh sự quán của họ ở Syria. Nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Quốc tế Washington, Mỹ, nói với đại Al Jazeera, Iran đã trả đũa nhưng theo một cách giảm thiểu tác động từ cuộc tấn công của mình nhằm tránh bước gia tăng xung đột lớn. Tôi cho lần này cũng sẽ tương tự. Theo đài CNN, Mỹ hiện vẫn tin rằng không bên nào tại khu vực muốn xảy ra cuộc chiến toàn diện bao trùm Trung Đông. Dù vậy, các quan chức nước này lo ngại về nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm, từ đó đe dọa dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Trong bài viết trên trang The Conversation, ông Ali Mamouri, chuyên gia về Trung Đông tại Đại học Deakin của Úc, nhận định vụ ám sát ông Hanieh khiến căng thẳng gia tăng nghiêm trọng trong khu vực vốn đang bất ổn và ngày càng thù địch này. Tuy nhiên, việc Iran phản ứng mạnh đến đâu sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố và một cuộc chiến toàn diện không phải là điều chắc chắn. Theo chuyên gia Mamouri, chính sách đối ngoại của Iran đã áp dụng mức độ thực dụng cao, tính toán cẩn thận các hành động của quân đội và tránh bất kỳ điều gì có thể phát động một cuộc chiến tốn kém với những hệ lụy về kinh tế, chính trị và an ninh. Tuy nhiên, điều này không nghĩa là sẽ không có phản ứng mạnh mẽ từ Iran. Các đồng minh của Tehran, nhất là Hezbollah, có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Israel. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ngày 30 tháng 7 cho thấy, lực lượng Nga đã phá hủy một xe tăng Leopard 2A4 do Ukraine sử dụng ở khu vực Donbass. Hình ảnh quay từ máy bay không người lái UAV gần thị trấn Kurakhovo ở khu vực Donbass do Ukraine kiểm soát cho thấy chiếc Leopard 2A4 di chuyển giữa hai cánh đồng trống và bắn vào các mục tiêu không nhìn thấy. Chiếc Leopard 2A4 bị bắn trả và cố gắng né tránh, di chuyển xa nhưng dường như đã bị trúng đạn, có khả năng là từ một xe tăng của Nga. Có vẻ như kiếp lái đã rời khỏi xe tăng, nhưng sau đó quay lại để lái xe tới khu vực trống. Chiếc Leopard 2A4 trúng thêm nhiều phát bắn nữa. Kho đạn ở phía sau tháp pháo xe tăng bốc cháy Ngọn lửa lan vào khoang lái sau một phát bắn khác, khói trắng bốc lên dày đặc. Một số báo cáo về tình hình chiến trường cho rằng xe tăng Nga được nói đến là T-72B3. Tuy nhiên, Bulgarian Military không thể xác minh độc lập thông tin này. Mặc dù các cuộc chạm trán giữa xe tăng và xe tăng tương đối hiếm gặp trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng xe tăng Nga đã vô hiệu hóa thành công nhiều phương tiện do phương Tây cung cấp cho Kiev. T-72B3 có bộ nạp đạn tự động cho pháo nòng trơn 125mm cho phép tốc độ bắn cao hơn so với Leopard 2A4, vốn dựa vào hệ thống nạp đạn thủ công. Bộ nạp đạn tự động này có thể tăng đáng, đáng kể hiệu quả chiến đấu của xe tăng T-72B3 bằng cách giảm thời gian giữa các lần bắn. T-72B3 được trang bị giáp phản ứng nổ Contact 5 có khả năng bảo vệ tốt hơn trước tên lửa chống tăng dẫn đường và đạn xuyên giáp. Trong khi Leopard 2A4 có lớp giáp composite chắc chắn, thì giáp phản ứng nổ trên T-72B3 cung cấp thêm một lớp phòng thủ quan trọng cho xe tăng trong chiến đấu hiện đại. T72B3 nhìn chung nhẹ hơn và cơ động hơn Leopard 2A4. Khả năng cơ động cao cho phép xe hoạt động hiệu quả hơn trên nhiều địa hình khác nhau, bao gồm cả môi trường đô thị và địa hình gồ ghề, nơi mà xe tăng hạng nặng có thể gặp khó khăn. Động cơ của T72B3 đã được nâng cấp lên động cơ diesel V92 S2F giúp cải thiện công suất và độ tin cậy. Phiên bản này giúp tăng cường hiệu quả tổng thể của xe tăng, bao gồm khả năng tăng tốc và phạm vi hoạt động giúp xe tăng linh hoạt hơn trong các cuộc giao tranh kéo dài. Hồi đầu tháng 3, xe tăng T-72B3 cũng từng phá hủy một chiếc M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine trong một cuộc giao tranh gần thị trấn chiến lược Adipka ở vùng Donbass. Khi đó, T-72B3, trụ cột trong kho xe tăng của quân đội Nga, đã hạ gục Abrams chỉ bằng một phát đạn. Sự kiện này đã làm nổi bật khả năng đáng gờm của T-72B3.